Xin chào quý vị và các bác, Minh Audio Đông lên sóng mời các bác theo dõi một mẫu lọc nhạc đến từ Nhật của thương hiệu Sharp, mã là SQ800 anh em nhé. Và đặc biệt con này nó là hàng xuất và nó xuất sang cả thị trường Hàn Quốc, nên là nó có cả điện 220 và điện 100, ở đằng sau nó có cả phần tiếng Hàn nữa và tiếng Anh. Lọc này thì chất âm bao phê bao hay luôn cho anh em. Riêng lọc Nhật cần gạt hoặc lọc Hàn cần gạt mà nó hoạt động bình thường, hoạt động hoàn hảo, thì anh em chỉ cần gạt vào một phát là các bác thấy giải âm nó khác biệt ngay luôn. Đó, size là size 43 hay 43,5 đây. Mời các bác cùng theo dõi cửa hàng đo luôn ở đây. 43 anh em nhé. Đó, bình ngang 43, đèn ở giữa. Đó, nói chung là lọc đã là cần gạt rồi thì đèn nó làm cho có thôi. SQ800 nút này nút có lọc và không có lọc này, dấu hiệu nhận biết có lọc là đèn sáng ở đầu cần, với những mẫu lọc có đèn đầu cần anh em nhé. Còn đây là đường vào tép này. Đó, cái này là kiểm tra, giả sử anh em không có nguồn nhạc anh em bấm vào đây để kiểm tra nó có nhận tín hiệu hay không ấy. Đó, 10 cần gạt trong một vế loa, nên độ chi tiết về âm thanh, về chỉnh chọn là rất sâu. Đó, đó. Và bên trái, mất loa bên trái, loa bên phải lên này. Nhạc nó là trái tim của bộ dàn âm thanh, trái tim của bộ dàn âm thanh. Thiếu lọc nhạc thì nó sẽ mất hay, điều đó là điều đương nhiên luôn anh em nhá. Thiếu lọc nhạc đảm bảo anh em là mất hay luôn. Thường thì anh em chơi âm ly và loa rời, khi anh em ghép anh em đã bỏ quên mất thất lọc nhạc. Tại sao cửa hàng nói anh em là bỏ quên? Bởi vì nguyên bản trong bộ dàn âm thanh nó có là thất cassette này, thất âm ly này, thất radio này, thất lọc nhạc, thất CD và thất âm ly. Đó, nếu anh em mà có bộ dàn âm thanh, anh em thử bỏ bộ lọc này đi xem, chất lượng âm thanh nó sẽ mất đi 50% là ít anh em nhá. 50% là ít. 110 và 220. Đó, đường in out ghi tiếng Anh rất rõ đây. Xuất âm thanh chỉ có một đường anh em nhá, out, còn in là vào đường line hoặc tape. Đó, điện 220, nó xuất sang thị trường Hàn Quốc nên nó có cả tiếng Hàn Quốc anh em nhé. Ở bên Hàn Quốc ấy, thì nó có rất nhiều những mẫu lọc hàng bãi gửi về của Nhật, chẳng hạn nhất nhiều nhất là Kenwood này, Marzahn này, Sharp này, hoặc Pioneer cũng có anh em nhé. Bên Hàn Quốc có rất nhiều đồ âm thanh bãi của Nhật mà nhập theo đường Hàn Quốc về. Âm ly Sansui rồi âm ly Lukman rồi súp điện bên đấy nhiều lắm. Vì cửa hàng nhập lọc Hàn Quốc về nhiều nên biết mà anh em. Thì trong cái lô lọc về thì nó vẫn có cả đồ của Nhật nữa. Có nghĩa là người Hàn Quốc người ta chơi ấy, anh em phải hiểu được đó. Người ta chơi thì người ta không chơi nữa thì gọi là hàng bãi. Nó là một nước lớn nên là khi nào sản phẩm đến thị trường của họ nó cũng phải có chữ của nước họ, anh em hiểu điều đó nhá. Chỉ có Việt Nam ấy là nước mình nó không phải là một nước lớn nên là sản phẩm nước ngoài về nó không in tiếng Việt những năm trước ấy, còn bây giờ nếu bán Việt Nam thì mới có tiếng Việt đấy, anh em hiểu nôm na lên là như vậy.
thường thì là nó không có tiếng Việt, bởi vì nó sẽ ưu tiên ở những nước lớn, chẳng hạn như Trung Quốc, là Nhật Bản, Hàn Quốc, nước Pháp, nước Anh, đó, nước Đức, nó sẽ ưu tiên tên trên sản phẩm của những nước lớn. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Báo giá cho anh em 4 triệu đồng giá tại cửa hàng các bác nhá. Bãi zin hoạt động ok, chạy nét luôn, nét luôn.